Như mọi người chúng ta cũng biết đấy, trong mấy ngày vừa qua thì dư luận cả nước chúng ta đang rất là xôn xao về cái trường hợp là có 39 người chết ở trong xe container ở bên Anh đấy. Và trong số đó thì có rất là nhiều cái nghi vấn là có nhiều người ở Việt Nam chúng ta không may xấu số lại bị chết ở bên đó. Và đặc biệt đó là ở Hà Tĩnh thì hiện nay cho đến thời điểm bây giờ đấy thì đang nghi vấn rằng là sẽ có hai người. Và ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Và trong cái giai đoạn vừa trong 2 ngày vừa rồi thì rất là xôn xao, và để có được những cái thông tin chính xác nhất thì buổi chiều ngày hôm nay đấy thì anh em chúng tôi đang đến với thị trấn Nghèn ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để đến thăm gia đình của ông Phạm Văn Thìn, 55 tuổi ở khối 7 thị trấn Nghèn Can Lộc, để thăm hỏi gia đình cũng như là để nắm bắt những cái thông tin chính thống về cái trường hợp mà em Phạm Trà My, 26 tuổi có xuất cảnh vào ngày mùng 3 tháng 10 vừa rồi ấy, đi sang Trung Quốc để đi sang Anh lao động. Thì chúng tôi cũng rất là đau lòng khi nghe những cái thông tin đáng buồn này. Chính vì thế cho nên là anh em chúng tôi đi trực tiếp vào gia đình của nạn nhân để thăm hỏi, để nắm bắt được những thông tin. Và cũng qua đây thì chúng tôi cũng biết rằng là tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam chúng ta cũng đang hướng về Hà Tĩnh, đang hướng về cái việc rất là đau buồn này. Thì đây là trên đường mà chúng tôi đang đi vào thị trấn Nghèn Can Lộc. Chúng tôi đã đến vừa qua thị xã Hồng Lĩnh. Thì bây giờ đây khoảng tầm 10 cây nữa là đến thị trấn Nghèn. Sau đó thì chúng tôi sẽ vào trực tiếp nhà của ông Phạm Văn Thìn và sẽ trao đổi trực tiếp với gia đình để thứ nhất là cũng thăm hỏi, chia sẻ cái nỗi đau cùng với gia đình và để chúng ta cũng biết thêm những cái thông tin chính xác. Chúng tôi hiện nay đang có mặt ở nhà của bác Phạm Văn Thìn ở khối 7 thị trấn Nghèn Can Lộc, Hà Tĩnh, là bố của em Trà My đấy. Và trong cái vụ 39 người mất ở trong xe container ở Anh ấy, thì đây là cái nhà mà hiện nay bác đang sinh sống ở đây. Thì trong mấy ngày qua đấy thì xóm làng cũng như là anh em bạn bè khắp nơi đều đến để thăm hỏi cũng như là chia buồn cùng với gia đình. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng đến trực tiếp để có một cái buổi để nói chuyện với gia đình để nắm bắt được những cái thông tin để cung cấp cho toàn thể quý vị ở trên toàn quốc, trên thế giới. Chúng ta biết được những cái thông tin chính thống về cái vụ việc ở Anh, trong đó thì có người Hà Tĩnh không may là lại trong cái trường hợp đó. Kính thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi đang có mặt ở nhà của bác Phạm Văn Thìn ở khối 7 thị trấn Nghèn Can Lộc, là bố của em Phạm Thị Trà My, được cho rằng là đã bị mất trong cái vụ 39 người bị chết ở trong xe container ở Anh. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi đến trực tiếp gia đình để thăm hỏi cũng như là thắp hương chia buồn cùng với gia đình. Và chúng tôi có một cái buổi trao đổi trực tiếp cùng với người nhà chính là bố của em Trà My để giúp cho tất cả quý vị và chúng ta nắm được những cái thông tin chính thống về cái sự việc mà đau buồn của gia đình cũng như là của gia đình của 39 nạn nhân ở cái vụ người mất ở Anh đấy. Thì ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng lắng nghe buổi tâm sự của
bố em Trà My, đó chính là bác Phạm Văn Thìn cùng với tất cả mọi người trong gia đình ở đây. Thì mọi người họ chúng ta nhìn thấy là ở trong gia đình thì trong những ngày vừa qua đấy thì anh em bạn bè cũng của em Trà My cũng như làng xóm những người thân thích của em Trà My và của gia đình đây đấy thì đến thường xuyên có những lời động viên và chia sẻ với gia đình. Đó, thì các cái hãng truyền thông báo chí đấy cũng thường xuyên đến đây để nắm bắt được những cái thông tin để có những cái sự động viên cùng với gia đình một cách kịp thời nhất thì để giúp cho tất cả quý vị ở trên toàn quốc cũng như là trên thế giới chúng ta nắm được những cái thông tin chính thống nhất. Thì ngay bây giờ đây thì chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện trực tiếp cùng với bố của em Trà My chính là bác Phạm Văn Thìn. Thì sau đây thì con cũng muốn được xin phép bác cho chúng con được những cái thông tin về cái sự việc là em cái thông tin diễn ra trong suốt cái quá trình mà từ lúc mà em Trà My xuất cảnh vào ngày 3 tháng 10 không nhỉ? Em quay sát vào đây. Và thế thì em Trà My đi sang có kế hoạch là đi sang bên Anh ấy để xuất khẩu lao động thì được cái công ty môi giới nào làm việc không? Thì trước khi đi thì mình có tìm hiểu kỹ không? Họ có cái việc đó thì việc của em ấy cần từ cần từ lên làm từ Nam kia mà đi bố mẹ thôi. Dạ. Xong là mà đi bố mẹ nó như em nhưng mà đi tay nó chạy xe. Em là em gái em trai. À. Em gái mình chạy một cái xe ô tô. Thaco. Elanda. 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 Hàn Quốc. Elantra. Elantra. Elantra cái xe dòng sedan. Đó. Vừa chạy vừa mong lái tháng 9 ở ngoài Nghi Xuân theo dân cảnh. Tức là có điều khiển vừa của mẹ đi ra là em mới đi nhập tới 3 năm. 3 năm đi bố mẹ chuyện này có là nhà mà đi trong bao nhiêu tuổi thôi. Dạ. Mà nó từ nó sống thì gia đình nhiều hơn mình với gia đình và dạ. Thành thương bố mẹ nó là bố mẹ đưa gia ở nơi xa những một khi nó người ta đưa học được thì người ta đưa là tặng người quyền thế của em trong tay cả bọc của ngân hàng và cũng hay đi xe đi chạy chạy là tức là bao nhiêu mất thẳng cho nên là mong muốn của em Trà My đó là đi sang bên nguyện vọng của em và đi để kiếm tiền để về hỗ trợ bố mẹ cũng như là giúp em nói chung là gia đình như trong nhà thì nhà hiểu rồi. Dạ. Anh cũng làm việc như làm cả em cũng làm việc như làm cả tháng 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 khi ăn nói với đi bố mẹ hỏi có đi rằng đường dây rằng có an toàn không là không nên chứ mà đi mà như kiểu trước đây người ta nói là đi anh đi mấy tháng mấy năm mấy sáng đến nơi đi rừng đi núi là bố cũng đã đi mất đói thì đói mà khổ thì khổ chứ bố cũng cho đi rồi mất anh nói là đường dây giờ nghe nhiều thông tin là giờ đi là đi đường VIP đi bằng máy bay đi bằng ô tô chứ không phải là như đi trước đây đi đi rừng đi rừng đi rừng đi rủ như trước đấy tỉnh nghe rồi đi ai thì dân người lòng con nó rửa đi liều hai ông bà liều đây là đi máy cái vẫn 100% tiền nhà nó mất một trăm em ăn lại bay mức độ tiền cửa nữa rồi còn 950 triệu 950 triệu tức là hết mức độ thì có một câu là người ở đấy người ở Tiên Lộc đây là chỉ biết là anh là chỉ biết là anh Trương đó không biết là họ tên đầy đủ mà
Nói chung là chỗ em làm việc liên lạc cho nên là bác cũng không nắm được cái thông tin cụ thể của cái người mà kết nối để làm cho em đi đúng không? Dạ. Thì những tên nghe đây còn không qua lại đó. Dạ. Không chung lại đó. Dạ. Tên là hai ông bà. Tức là tổng chi phí đi hết bao nhiêu tiền bác? Nói chung là theo em điều chỉnh nó là phải điểm 950 triệu. 950 triệu. Nhưng mà mình đã nộp cho hết làm chứ? Cái cầu ở đấy ạ. Dạ. Làm cái cầu này là chỉ đưa được tháng đến Pháp thôi. Vâng. Và người làm cầu đấy là đi đưa được tháng đến Pháp thôi. Dạ. Tức là hết 22.000 đô. Dạ. 22.000 đô la Mỹ. Dạ. Thì hôm mà nạp tiền á. Dạ. Là cho nhà họ chủ đây nạp. Dạ. Là đi nạp thì làm cầu là việc tái một cái giấy. Dạ. Yeah. Nhưng mà sau đó thì sáng mình lấy rồi. Dạ. Sáng mình Pháp. Dạ. Thì họ lại gọi lại họ lại thôi đi. Thật ra thì cho họ xây dịch những căn để giấy nữa thì gì? Dạ. Quỹ. Dạ. Còn cái hình ảnh mà bà cả nạp tiền thì đang còn đấy. Dạ. Yeah. Và cực tâm máy. Dạ. Thì bà cũng nghĩ là cái đến điều là em kể đôi mà. Dạ. Thì là lỡ mà có cái chuyện đi trực tập thì mình cũng chụp được cái ảnh đấy thì nó có một tỷ đó là chứng cứ. Dạ dạ dạ. Cho nên là chủ chụp một cái ảnh đấy là đang đấy. Tiền tại nhà. Số tiền là 22.000 đô. 22.000 đô là 22.000 đô. Dạ. Hai thái cục buộc riêng 200 tờ rồi 20 tờ này. Dạ. Dạ. Cái số tiền này là được trao vào ngày 16 tháng 10. 16 tháng 10. Dạ. Tức là 16 tháng 10 là sáng mình Pháp. Dạ. Sáng mình Pháp thì buộc mình phải đóng tiền cho họ. Thì tức là em là xuất cảnh là vào ngày mùng 3 tháng 10 phải không? Mùng 3 tháng 10. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì ra Hà Nội một ngày. Dạ. Ra Hà Nội một ngày, một đêm. Dạ. Đó là có xe đón đi sang Trung Quốc. Dạ. Từ Việt Nam sang Trung Quốc là đi bằng xe khách hả? Xe hình như xe con này. À, xe con rõ lắm nhưng hình như là thế. Dạ. Thì có người đón đi sang Trung Quốc. Vâng. Trung Quốc khi đi sang Trung Quốc ăn ở bên thì mình nghe em điền về nó là ăn ở thoải mái ok như một cái nhà ăn ở đàng hoàng với lại sạch sẽ sinh hoạt ngon lành từ thế. Dạ. Rồi thì là trong thời gian ở được khoảng 10 ngày. Dạ. Là ở Trung Quốc 10 ngày. Đảm bảo anh thấy thôi chứ. Vâng. Và trong cái khoảng thời gian đó thì em có liên lạc với gia đình thường xuyên không? Liên tục. Dạ. Là mày bố chứ có Zalo. Dạ. Bố dùng Facebook chẳng dùng Zalo mà bố cái gì lên ra một ngoài Vĩnh ạ. Dạ. Thì là có mày em, mày anh, mày của mẹ. Dạ. Thường xuyên giao dịch, thường xuyên liên lạc. Dạ. Là cái Zalo. Dạ. 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 Cho con gà. Yeah. Cho đến là khi khoảng 10 ngày hay là 12 ngày thì đã nó mệt mỏi trong khoảng và đoạn khoảng đó. Yeah. Thì xong là đi xong khám là đến ngày 16 là bệnh là chú phải giao tiền. Chú phải giao tiền là chú ở ngoài Vĩnh, bữa nào đó như làm ngoài Vĩnh. Yeah. Chú vừa điểm đi, ba nhà điểm lên. Là báo là em đã sang bên Pháp rồi. Về như đủ về để thông tin cho họ. Dạ. Tức là đủ chạy vào Vinh là đi mua đô. Dạ. Mua đô là dùng tiền Việt mua bằng tiền đô để đi xong. Vâng. Mua đô xong là gần nhà nó đang được là 22.000 đô. Dạ. Xong là tới xong. Dạ. Cái đường đấy là đường nó hết. Dạ. Còn khoảng từ ba tháng hai. Dạ. Câu nào khác nữa. À. À, đến đó có nghĩa là từ đến thăm phía Nam đây mà từ đến đó trong cái này có câu nào làm ở từ Pháp Anh là hiểu đồ phẩm 1.3-1.4 triệu chứ nữa. Yeah. Tức là gần tỷ đồng. Tức là tổng này nó đồ phẩm 9.5 triệu. Yeah. Đó là cái số tiền đó đó chứ nộp. Tức là khi nào mà em thăm mình Anh thì sẽ nộp phần còn lại. Thì sẽ có người đến đây là biết. Dạ. Điện ra nhà lại điện học là học là hành điện với nó đủ hay là đếm chỗ nọ chỗ kia trong chân họ. Dạ. Vì thế. Vâng. Nhưng cái đó thì
bạn không biết điện là ai đó, yeah, mặt người thứ người là ai đó, yeah, mà thực tế là cái tiền thủ tiên đó vẫn chưa nộp, yeah, bởi vì là tháng đợt đâu, yeah, nộp. Nhưng mà nộp là 22.000 rồi, yeah. Vâng, vâng chào anh. Sau đó thì em ở bên Pháp là được thời gian bao lâu không? Chắc là 1-2 ngày thì rồi đi thôi, đi anh, yeah, đi anh một lần, yeah, tức là vào ngày 18 hoặc 19 gì đó là bắt đầu đi, cũng rõ lắm, nhưng mà đi chuyển đầu tiên thì yeah, sáng gần đến anh thì đi, gần đến anh thì bị bắt, bị bắt trục xuất về, à, trục xuất về Pháp, về Pháp, yeah, thì theo cái thông tin là em điền về với mẹ, yeah, nên là khi bởi vì khi ra đi là họ dặn họ bắt mà họ hỏi là bao nhiêu được tuổi, yeah, thì nói là 16 tuổi, yeah, bởi vì cái vóc dáng em cũng hình nhỏ nhỏ, yeah, xinh xinh nên là, vâng vâng, nói chung sáng nào mới lừa 15-16 tuổi không biết, dạ dạ, khi nào 16 tuổi thì sau khi bắt thì trả làm đi gặp được, dạ, còn nghe là đối xử tử tế nó trả về Pháp, về Pháp đó, dạ, họ đang đưa cho một nhà đôi chơi xe cầu, xe kéo, xe xúc, về đôi đứa về làm làm chơi cái đôi trẻ con, vâng, thì thầy điện về nói với mẹ rồi đây mẹ liên lạc lại với bố là thầy yên tâm, xong rồi thì 1-2 ngày đi đó thì ngày đi biển, thì khi đi thì ngày nào đó đi đến được cái mặt đỉnh từ giờ 4 giờ sáng ngày 23 là chừng là có nghĩa là em gần chết, anh biết là anh sẽ chết cho nên anh nhận một cái tin về, nhận một cái tin về cho bố mẹ, anh nói là bố mẹ với con xin lỗi bố mẹ để chuyển đi để con thành công hơn, nghe thử là nghe thử biết là bất kỳ một vài cuộc thi bằng lăng thì anh nhận một cái tin như thế, để anh nhận rõ ra là Phạm thì tham đi số nhà cũng một khoảng 2 lần dưới của mẹ thì ngăn cản lâu hà tính nhận đầy đủ một để chắc là thành thông minh, thành cân chế thôi, nhưng mà nghĩ ra được là giảm ra như thế là sao có thể khi để cơ quan pháp luật theo cái chứng nhận đó nhưng mà dễ tin, thì theo bác nghĩ là từ đó là cũng có tin nữa, cũng có tin được như nào rồi là trò chơi là thế đây bố con nói chuyện đó thì bố con nói thế đấy đi lên mình đi luôn đấy. Còn cái khúc sau thì bạc cũng biệt thì bạc cũng chịu. Dạ dạ. Thế là sau cái hôm đó em nhắn tin xong là gia đình mình liên lạc. Nhắn tin 4 giờ sáng nay hôm 3. Dạ. Nhưng mà nhắn cho mẹ thì mẹ không biết năng mở cho mà xem. Dạ. Thế đến sáng cả nhà mới biết được. Lúc nào mà thấy điện có tiếng tướng đồ không đi mở máy con dạ. Tin nhắn thì có lẽ dạ. Nghe được. Và lúc đó cũng đang sớm, có thể là ngủ chưa dày đó. Trên 4 giờ sáng có lẽ thế là cũng nhật yeah. Mà chờ mãi đến trưa ngày hôm sau lúc đó mới là lũ lo đang bởi vì cái nguồn tin mà trên báo tin báo chỉ đài TV là yeah. Tin là mình là 39 người trong cái vụ đó thì yeah. Lúc đó vừa qua đang mở ra gọi vừa qua đó tức là cháu đâu ăn biệt cái gì nào rồi thôi em thì bắt đầu cả nhà qua là cái nửa hoạt loạn thằng em con trai gì em sau là anh đưa mày mẹ nó mở ra thì thử cái tin nhắn đọc nó nghe em cái tin nhắn đó thì anh bảo đi nhiều mày không nhiều mày mất cổ nhà con cũng đọc được rất là rõ trên màn những cái thông tin đó cầm tin nhắn dạ
Thế thì hôm nay thì chúng con cũng đến để nắm được những thông tin để có thể là cung cấp cho mọi người, để ở bên tổ chức họ cũng có những cái sự chia sẻ cùng với gia đình. Thì cũng chúng con cũng được xin chia sẻ chia buồn với gia đình. Vâng.